bạn tập đo tí pí bạn kê ai bạn chấm nói có kê ai a thiệp chấm mùi nặng b smile chấm mùi nặng pram thiệp chấm mùi nặng bầm bầy ai mùi tiết cứ sma mát a bộ chấm mùi nặng b cứ sma bản năng hay kê ai giờ đọc đầm lại b bạn ta đầm lại b sma bầm màn mà chắc lại nấy dương còn đặt phơi sma mát với thom bản á hay dương còn đặt bộ bật thải mất á bà muốn đặt bộ dương ta xây tua về tớ bà dương ta xây tua về tớ bạn vậy vậy mình tập bốn như ta sẽ học pin này thiệp khi này bắt đầu mình tiết chữ bột bạn cho a bột bể bạn hàng lứ bột đựng bể hàng cắp của bột đựng bể đà bạn từ bây giờ bột hay bắt đầu mình tiết chân chua nằm lại đằng chỗ đó nó khơi nhỉ bạn chụp nói kho được khi này đây cái ai a hỏi ai thiệp chữ môi đằng y gạch smile chữ môi đằng bể thiệp chữ môi đằng pram và hay x bột y smile nằm rồi mà chân những con này giờ x bột đằng y mà bạn ភាគបែភាគយកវាបូកជាមួយនឹងវ៉ៃភាគយកវាបូកនឹងវ៉ៃដូចគ្នាបាទគឺស្មើនឹង 5688 bà bé nó dân tiền bè mất cứ mà rồi bầm bậy bà được khi đá trong này khó mà được khi đá bà trong này khó cứ bộ quái bà bộ quái cứ mà bị rồi cho bộ vật chỗ này đi bộ lúc bà bầm bậy chẳng bị rồi chạy bầm bậy cứ ba mà phải trăm bé nó dân tiền đó ít mở bà tại sao tại dân tiền đó ít chân này ít dân cứ mà ít lệ bầy ní bà ít lệ bầy mà nó mà phải trăm bé nó dân tiền gì mà tiền ít chân chụp hò bà tiền ít mở nhưng bỏ bảy mò sma màn một tua mò tua thì pì mò bàn cồn nặng bảy chắc mình sma nặng chất sấp pram bà